Này làm gì đẹp vậy trời. Chị Hoa khoe cái cặp giò vô cùng trắng nõn như là chân ếch khiến cho ông chồng đê mê không muốn rời xa. Là đây đỏ thấy chưa, cái nhà đẹp ghê không, trời ơi đẹp mê lý luôn nè. Chồng vô ơi, da nè, không có da mệt ngủ à. Ông ngủ à, mệt ông nông nè. Ông chồng thì e thẹn, còn mắc cỡ quá nên không chịu ra gặp. Dạ Vinh mời quý cô chú anh chị cùng xem video nha. Qua ơi. Mà ơi. Trời trời. Này làm gì đẹp vậy trời. Này làm gì vui vậy chị Quang? Dạ. Dạ. Bữa nay chồng về, bữa nay chồng về. Vui vậy. Vui quá vui. Sông trên trắng mà dưới đen. Ra đây hỏi cái thôi, hỏi cái thôi. Mới tới, mới chơi. Về nào? Không mới về, mới về. À? Về tối. Về tối hả? Ừ, mới về tối. Ừ, nay chắc ông về vui quá hay sao mà mình mà dọn đẹp vậy hả? Bởi ông về mới dọn đó, vui. Ừ. Ông mới về mới vui. Về yeah, hồi tối luôn. Hồi tối mới về tối. Mấy giờ? Lúc 7 giờ mấy, 8 giờ. Trời ơi, vậy hả? Chắc cũng lên bờ xuống ruộng dữ lắm rồi. Không có đâu. Không, hồi mong về cái ông mệt quá, ông ngủ luôn. Vậy hả? Hồi bữa nay cũng như là mình tút lên ha. Phải chuẩn bị mà. Không về mình phải tút lại. Trời ơi, quá đẹp rồi. Bữa nay là đẹp hơn bình thường luôn nha. Trời ơi, dữ luôn kìa. Ngủ dữ rồi. Này thấy đẹp hẳn ra ha. Sinh sống luôn ha. Sinh tin mà. Tin nha. Sao đom đóm hả? Hả? Sao? Trời ơi. Trời ơi. Ôi, cái cặp giò đẹp quá. Ôi. Ơi. Cỏ không ha? Sao? Cỏ lúng phúng hết trơn vậy? Cái này cỏ. Lúng phúng hết trơn vậy? Cỏ xanh. Trời ơi. Cái đó mà về mà kêu ổng á. Mướn cái máy gặt á. Trời. Vô mấy cái cỏ cắt. Ừ, mấy cái cỏ này kìa. Cắt cho nó mau. Bé gì? Trời ơi. Ừ, coi tay nữa kìa. Đâu. Anh làm lực sĩ cái coi. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Trời đẹp ơi. Có kiến ở đâu mà đẹp quá vậy? Trời ơi. Kiến ta tặng. Vậy đó hả? À, người ta tặng. Đâu, mở cái coi. Quá. Ôi ơi. Bà cứ cái chừng mày bữa nay rồi. Trời ơi. Chừng mà lá hè á. Lá hè luôn hả? Ừ. Trời ơi. Trời bữa nay vui ghê luôn trời. Nãy giờ nãy trời luôn. Nãy giờ đứng gần 3 phút rồi mà tung tăng quá bữa trời. Bữa nay luôn. Chồng mới về đừng ra vui vẻ. Ha. Ông đâu rồi? Ông đâu? Ông ở trong thẩm, ông ngủ trong. Gặp ông được không? Gặp ông được không? Không. Ông sợ ông quà, ông mới về sợ ông quà. Dạ. Để kêu ông thử coi. Đi á. Chồng ơi, ra ăn cơm ông ơi. Không có ăn uống gì cho, nó ăn đi. Trời ơi, ra ăn đi, không ăn cái gì, anh về là ăn thịt thì tôi đi mua cho. Không, không ăn uống chứ. Lối ăn đi. Thôi. Ông về, ông mệt đó. Vì gì vậy? Không có gì trang á, ông giờ mới về là ông mệt quá, ông quạo. Tụi em lại đây đứng được không? Được, không có gì trang á. Thấy ông mới về, ông mệt vậy mà. Ông mệt, ông quạo vậy. Thôi mấy chị ngọn ngoài này đi tâm sự tụi em. Đứng đi. Giờ đi không sao đâu. Đúng đúng rồi, thôi đứng gì đứng đi. Đâu có gì đâu. À, tướng chị đứng đẹp mà. Ủa ông thường ông khó vậy đó ha, ông khó không? Cũng dễ chứ mới khó mà tại vì ông đi mới về ông mệt ông ngồi quạo vậy. Có khi nào mà ông nhiều tối ông đòi vậy. Không có đâu, tại vì ông về ông mệt quá ông quạo luôn đó. Chứ cái bình thường ông cũng đâu có quạo đâu. Ông cũng vui vậy á. Nào ông thấy chị quay rồi ông cho. Không có, ông phải đâu, ông cũng cho anh nữa mà tại vì ông mới về ông mệt đó, ông hơi mệt, ông đuối á. Vậy đó hả? Ừ, giờ trên da ông quạo. Em thấy hình như ở trên đó có cái tấm hình là chắc ổng hả vậy? Ừ, hình ổng với tôi đó. Đâu, có tấm hình. Hình ổng với chị đó, kỳ đó. Ô, đẹp trai vậy? Ừ, ổng đó. Ôi, kìa. Trời ơi. Ôi, ôi, đẹp trai kìa. Quá trời, ổng đó. Ôi, tướng lực chứ người ta. Ừ.
Ông đồ con. Ông đồ con ha. Ừ. Nuôi ghét cả ông 1 kg luôn hả dạ? Bởi vậy. Trời ơi, bữa nay lại gặp ông xã của chị Hoa mà ông đang bật rồi mọi người. Ông mới về ông ơi vào. Kêu ông thế nào kêu ra cái chuyện với mấy em được không? Dạ anh ơi, vô. Vô ơi. Mà làm bộ nè. Ông tên gì ạ? Ông tên Vô. Anh Vô hả? Vô, anh Vô. Vô mà kêu sao? Anh ơi, Vô anh ơi. Ông không chịu vô. Vậy đó hả? Ừ. Rồi nhà chịu ra. Ở nhà thì kêu ơi chồng yêu. Ừ. Có khi anh yêu. Ừ. Vậy đó. Rồi thí dụ như chồng rồi kêu tên luôn là sao? Chồng Vô hay gì? Chồng kêu ơi chồng ơi. À. Vô ơi là tất nhiên là chồng Vô á. À, kêu chồng thì không nghe. Kêu chồng ơi thì không nghe. Kêu Vô con không nghe, tôi nói tất nhiên là chồng Vô luôn. Ông Vô là tất nhiên chồng Vô. Là ông nghe. Rồi lỡ kia ông nghe gì ông hiểu lầm, cái ông lôi ra ông cài bừa sao trời. Cái gì đâu. Mỗi lần kêu gì cái ông lôi ra ông cài bừa. Giờ mấy ông mới đi già chứ dựng gì đó. Bởi vậy là ông kiếm cái nồi chè đổi tên ông đi. Tên gì kia hỏi kêu cái là chồng Vô. Chồng vô. Vậy là ơi. Tên ngộ trời. Nó tốn tiền mua không cũng mệt nữa. Rồi kêu ông rồi kêu ông rồi ra tiếp chuyện anh em. Rồi ra nè. Không có ra mệt ngủ rồi. Ông ngủ à mà ông nóng này chứ ông chắc không nhõng nhẽo chứ. Phải không? Không có nhõng nhẽo chị ơi, chị qua. Chị kêu chồng ra thử coi. Chồng ra đi. Chồng ra đi. Mệt lắm rồi, ngủ rồi. Chồng ra cho mấy anh coi coi. Chồng ra đi. Chồng ra đi. Ông chịu ra. Ông chịu ra. Chồng gì chồng vô không chịu ra. Tiếp phục ông. Chồng vô mà không chịu ra. Bởi vì ông mạnh quá. Bởi vậy ông nằm lâu quá. Bởi vậy ông ngủ ông về đuối ông mệt ông không quá. Kêu hoài ông không chịu ra. Trời ơi bà con ta đang chồng trong chợ vậy. Kêu chồng vô mà không chịu ra. Ông không chịu ra chứ. Bà con người ta đang chờ ông chồng nào mà ông này ông mắc cỡ hoài. Ông mắc cỡ, ông quá mắc cỡ mà ông về đuối quá ông mệt. Mệt ha. Ông vậy để cho ông ngủ đi chút xíu coi thuyết phục ông ra ra. Thì bởi vậy. Ơi tại vì ông mệt cũng về đêm hôm đuối quá, mới về đêm hôm đó. Thôi cho anh nằm đó nghỉ ngơi đi. Ông mà phải vô mà ông phải ra. Bởi vậy ông mệt mà hậu hoài. Ông thích chồng vô, ông thích chồng vô quá à. Chứ không phải ra chồng ra. Rồi tối rồi có mặc cái đồ này không hay là cái bộ đồ này mà mới mặc sáng? Này mới mặc sáng. Vậy đó hả? Tối mặc đồ kia. Phải nhất là cặp giò nè. Thôi cặp giò đẹp luôn. Đẹp quá trời đẹp. Quá trời đẹp luôn. Trời ơi. Ai cũng dùng mến chị Hoa hết trơn á. Hồi đăng lên ai cũng khen hết trơn cả. Gì? Lâu gì chị Hoa quá trời là xinh luôn. Dễ thương nữa. Hôm nay có nấu nướng gì không chị Hoa? Hôm nay có nấu nướng gì không? Có. Ây da. Có nấu mà kho thịt sao mà khét nghẹt cái trơn rồi bỏ rồi trời ơi hay là chồng lo làm mặt vậy đó này khét nghẹt cái trơn bỏ dưới là khét lên dép mình cũng mấy chục à trời ơi kìa cái trơn bỏ dưới kìa đâu cái trơn ngâm nước kìa đang xỉ trên lo làm mặt xong rồi làm mặt mà quên luôn á hả hay là thấy ông bắt chồng bắt bên kho rồi hay là thấy ông chồng nằm chổng đó. Ông về ông ngủ mừng quá vừa mừng mà vừa làm mặt cái xong xuôi cái coi dứt mà cái chảo bắt cờ khét lên quá hồi và dai khét nghẹt trơn dớt được mấy cục này sao ông kêu ông ăn đó thử đi rồi sao ông về tối về sao ông giấc sáng ông đi mua thịt bò xong ăn ông về ông chịu ăn ông chịu vô cho ông nằm ngủ luôn tới giờ chắc là mệt mệt ông về ông đuối quá ông mệt ngày ông nằm ngủ luôn rồi ông lúc mà ông về đó rồi hai vợ chồng có vui vẻ chứ có ông có la có gì chị không về cũng hơi mà cũng hỏi ông tí ông cũng hơi gần vậy đó hơi giận hờn vậy đó hỏi trả lời mà cũng hơi nặng tiếng vậy đó hỏi hỏi ông mới về ông vô cái ông đây vậy đó ông nạt ông đi vô buồn luôn giờ cái kia ông ra ông cầm vô ông chịu ra vậy đó kia ông ra ông chịu ra nói cầm vô ơi ra coi cái ông chịu ông chịu ra chẳng này chị Hoa chắc cưng chồng dữ lắm nè gì nữa cưng thì cũng cưng mà người ta giận luôn rồi bởi vậy người khác người ta không có cho gì đâu á cũng là gì mình buồn không cũng không có buồn đâu tại vì chồng yêu mà quen ha quen có khi nào mà mình la ngược lại ổng không có
Có khi nào giận lắm la lại gì đó. La gì đâu, thường thường chỉ la như kêu ông giận hàng cho nói mày giận thì mình giận luôn nha. Mày đừng có nói chuyện tao nữa nha. Vậy đó. Giận lên là mày tao. Còn không có thì tới thì chồng vô. Chồng vô. Chồng vô cái đầu cái cứ kêu anh yêu. Cứ kêu chồng vô gì đó kêu gì đó. Cứ kêu kêu tên chồng cái ngồi kêu vô. Cái đầu cái ngồi tôi nói không trả lời tôi nói chồng vô. Đó cái ông anh chị cái thằng cái kêu anh yêu. Không có khi nào mà ông nhõng nhẽo chị không? Cũng có khi cũng như là mặt dằn mặt khờ nhõng nhẽo mà không nhõng nhẽo cũng như là mặt dằn mặt khờ như đó. Vậy đó ha. À, mình cho mình kêu mình đang nỉ gì. Giống nít không chị? Thì đó thì cũng giống ghê cũng la la gì đó. Nít khóc làm gì cho nó nín. Bởi vậy mua kẹo cho ngậm. Có kẹo đâu ngậm. Bởi vậy. Tính ra là chị qua mà dặn lên la chồng nhịn mặt cũng dễ cưng ghê không? Bữa nay đẹp quá trời chị nghe quá trời. Ê, nay chồng về mận quá giận. Này trời cái mồi quá trời quá khứ rồi. Bữa nay nha mới có chồng vừa mới về nó bắt đầu căng liền ha. Căng mộng liền. Mới vậy. Đó. Chân mày đẹp quá đẹp. Mấy độ đâu lên đó chị? Cái này mấy mùi đen. Ừ. Ta nói là tình yêu mà có tình yêu về rồi cái bắt đầu nó có sức sống lên liền ha, ánh liệt lên liền ha. Mà vậy mà thấy tới giờ mà son chưa lem là chưa đâu. Tại giờ mới về điểm hôm giờ ông Hoàng ông ngủ rồi còn đuối chưa có hoàng. Tối nay là chị chị mà định là cài mấy công định tối nay là cài mấy công đất trời cũng hai công hai công hả? Trời ơi công cài lâu không vậy? Cài cũng hơi lâu. Nó chắc bò. Bò luôn. Hồi đó giờ ổng có khi nào mà ổng nói với mình là ổng thương mình về cái điểm nào không chị Hoa? Ổng á. Ổng cũng có, ổng cũng nói thường có điểm chị là có cái điểm bí quyết. Bí quyết hả? Ổng nói thường thường tôi thường thường em có cái điểm qua quy mà quy biết. Không biết bập bập á. Vậy là thương cái môi. Thương cái môi á. Không còn thương cái nằm nữa không? Đấy là... Rồi lại cái bí quyết đó. Bí quyết. Bập là một. Với có thể. Với hai nữa cái mấp. Bập xong mà mấp gì đó. Bập rồi không? Bởi vì ông táp vô ha. Táp luôn đó. Bởi vì táp đó. Với đặc biệt là như là không có hàng tiền đạo ha. Thứ đó bập chắc đã với cái nó ngồi giữa xíu mà ảnh mà còn nấu nơi. Không còn nấu không đúng rồi đó, cái đó mà gặp ảnh nó xíu hỏi thử ha cảm giác ảnh sao không có khác lạ gì hay không vậy là sáng giờ ông dặn ông không có ăn cơm ha kêu ăn cơm cũng như nạt nầu gì đó chắc là tại vì chị lo làm mặt người khác rồi ông dặn hay sao bởi vì hỏi ông kêu mua gà cho ông ăn ông không chịu nữa ông thường thường không nạt nầu. Thích ăn gì thường thường thích ăn gì thường thường thì cũng ăn thích ăn thịt kho tiêu gì đó còn ổng ổng cũng vậy nữa yeah. Giờ bữa nay khét khẹt ổng nghỉ ăn cũng giận có khi nào cái chảo này khét ổng thấy gì lạng hoàng ổng cuốn đầu đi nữa không trời không đi nữa không biết nữa hành xui vậy tối nay phải cài bừa mạnh liệt vô đến nay chứ sao cũng phải cài bừa đó cài nào cái máy bị lấp luôn là càng tốt ổng nhìn gặp vô là chắc ổng thương nhiều nữa đó nha đó, trời cái nào mà ông chắc ông dắt cái máy cài vô hang trời ơi nấu thịt kho rồi còn gì nữa không có canh gì không không canh gì kìa không có mà không rồi không hả kho còn tính kho tiêu ăn á chấm dao ăn hà quéo cái trơn có miếng nào đâu mình chấm này trời mùa đồ đổ quét ha chồng này cái bắt đầu đổ quét liền ha xịtin mà cô tư xịtin càng bài ơi càng bài nãy ca bài gì hay đó tức điện tưởng hả càng bài luôn ai nhảy luôn rồi này càng tướng quá vui rồi hả càng tiếng càng không nổi tự nhiên nóng trong mình qua này càng tiếng chết vậy đó hả nha càng tiếng là chồng gì chồng vô gì cái đầu là khang tiếng liền ha cái này khang tiếng này hồi bữa trước nó không có khang tiếng mà sao một ngày đi về lại khang tiếng có gì không ta nó có gì đâu tự nhiên sáng giờ khang tiếng nói không ra tiếng luôn bởi vì ca không nổi dạ ngày hôm qua này kia có ăn dưa leo gì không con chuối không à con chuối hả trời ơi chú ngự hả chú già cui á rồi khang tiếng là đúng rồi
ăn có ba trái mà nó khai không chết luôn. Ba trái luôn? Ờ. Con đây. Phập một lần nguyên trái luôn hả? Nuốt chậm không vậy? Mấp 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 nuốt. Mập 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 xong nuốt luôn. Nuốt chậm. Đó thấy chưa? Giờ là lòi ra đó không? Đó thấy chưa? Bán gì? Đẩy vô kia không dai ha. Chồng ơi, ra ăn cơm nữa đi. Đã tao, tao nói rồi, tao nói mày ăn thì mày ăn đi, tao không có ăn. Ra ăn đi. Không, mày ăn đi, đã tao nói rồi, tao nói tao không ăn là tao không ăn. Kiều không ăn, không ăn, dặn hờn gì đó. Chắc có thể, đánh vậy đó. Nói nhỏ nhỏ thôi, có thể ông đòi ăn cái khác rồi. Đừng đòi ăn cái khác. Không biết, không hiểu luôn nữa. Hỏi ông thèm cái gì thì xin mua. Ừ, hỏi thèm gì không? Thèm gì không, đi mua cho. Đã tao nói mày là tao không có ăn. Mà không ăn, ông chịu ăn cơm rồi. Mẹ ăn đi, tao không có ăn. Rồi, rồi. Đặng hơn. Thôi cái này chắc ông đầu ăn bánh bèo à. Ừ, chắc bánh bèo có nước cốt dừa. Bánh bèo không có không chịu nữa. Bánh bèo phải có nước cốt dừa ông mới chịu. Cà sọt, cà sọt chứ mà. Ừ, cà sọt đi, có nước cốt mới chịu. Kiểu này chắc gian nhện đóng nữa quá. Chịu ăn. Bán gì? Phải năn nỉ ông ha, cho ông ngọt ha. Ừ, bán gì, nó dài kêu nạt đồ à. Bây giờ hỏi ông thử. Bây giờ mình làm liều đi, mình hỏi ông thử cái nữa. Anh chịu ăn bánh bèo có nước cốt dừa không? Có nước cốt dừa không? Bự còn cái chảo rồi, bự không? Bự còn cái chảo chơi không? Ông ơi, giờ chịu ăn bánh bèo có nước cốt dừa bự bằng cái chảo không? Không. Ông không? Không. Không, ăn bánh bèo có nước cốt dừa cũng không chịu nữa. Ừ. Ừ. Cái gì cũng không ăn chứ. Hỏi ăn xà lông gần. Biết đâu chẳng khi cái món thèm. Hỏi xà lông tái chanh hay là xà lông gan muối. Ăn xà lông không? Còn mấy ăn xà lông không? Tái chanh gan muối gì không thì mua. Không luôn. Dũng ngông dặn rồi. Ủa, cái này thường thường. Ngông gan này chắc bỏ đói luôn quá. Cái này thường thường người ta nói lóng á. Để cho ông biết. Mà kiểu này sao thấy ổng về đây như giống như có lệ vậy đó. Ừ, đó. Ừ, không có để ý mà cây nhà lá vườn gì chân chạy. Ừ, tôi quan tâm về cái nạt nộ gì hoài á. Cũng được vui vẻ. Kêu ăn cơm cũng nạt nộ gì đó. Con chồng trẻ khổ quá ha. Bán gì? Bán gì? Lỡ hơn người không? Bây giờ ơi. Chị hỏi món cuối đi. Hỏi có ăn là ăn gì? Chân ớt không? Chân ớt không? Đó. Ăn chân ớt không? Đúng rồi. Ăn chân ớt không? Ông ơi, bây giờ ăn hỏi cái cuối cùng coi, bây giờ có muốn ăn chân ớt không? Không, đã tao nói mẹ ăn thì mẹ ăn đi, tao không có ăn, không có ăn. Chân ớt cũng ăn không được. Chân ớt cũng ăn, chắc đòi ăn chân bò. Tại cái gì chưa? Chân bò. Chân bò. Chân bò. Chân ớt không chịu. Chân ớt nhỏ quá. Chân bò có chịu hả? Ừ. Trời ơi, cái chân ớt gì mà chơi được trời. Tao bây giờ ngớt rồi, coi cái chân ớt. Tao, ra đây là sáng mới thấy. Rồi đầy đủ ánh sáng nè. Chị làm kiểu cái chân ớt. Cái gì trời. Chị đâu làm kiểu chân ớt cái vuốt vuốt. Chân ớt đâu. Rồi, không ăn cái chân ớt này chắc phải xỉa răng. Xỉa răng dữ lắm. Vậy. Ông dặn lên là nói gì đó ha. À, mỗi lần dặn lên. Bình thường thì ăn cái kêu cái gì cũng ăn cân á. Bình thường ông nói chuyện đồ về. Được, vui vẻ bình thường. Còn mà vợ lên làm gì đó. Kêu tới cái nạt nộ gì đó. Ăn cũng ăn mà cái gì cũng không ăn hết trơn á. Kêu tới cái nạt gì đó. Không ăn. Thầy này đánh khó quá. Ừ. Để dặn. Không mà dặn hờn hay là có chuyện với nhau gì đây là dặn hờn không ăn. Ngủi bao không? Ngủi bao không? Chút xíu à. Chút xíu ngủi à. Hay là nguyên một cái vườn trái cây nữa. Nhóc trái cây hết trơn. Mấy hồi chị qua đi ra ngoài chợ mua sò lông gì. Về ở không hết dặn liền. Mấy hồi mua heo rồi mà. Thôi đã tránh ngủ đi, để ngày mai. Ngày mai đi. Ngày mai anh em mình lại ông cái. Thôi để mời đi ha. Ngày mai. Để con ngủ nguội bớt. Đấng mấy ngày mai đi, bữa trời mấy về cũng quạo quá. Đúng rồi. Còn mấy chút xíu đi. Đang quạo. Chờ chút xíu đi, mình đợi chút xíu đi, chút xíu gà bánh. Rồi bây giờ tụi em đi chỗ khác, chị coi vô trọng hỏi nhỏ nhỏ ông thử không chịu ăn chân ớt lần nữa không? Hỏi chân ớt đây là ăn xà lông. Chắc biết sao, nhìn khi đông người quá, ta ngại. Kiểu ông ra cho bà con, ta đang chờ thấy mặt ổng kìa. Rồi cho ông làm gặp chân ớt đi. Vô ngọt ngọt ông đi ha. Đây chút xíu, đây chút xíu đi. Vô cho ông ăn bánh bèo này, lay ai đi. Rồi, để tôi nói chuyện ngọt với ông chút.